Rồi, hello anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đọc tông bài hát nha. Rồi. Thì đọc tông sẽ như thế này. Thì bạn chia cái luôn cho anh em. A, B, C, D, E, F, G. Tương ứng với La, Si, Đô, Rê, Mi, Pha, Son. Còn quy ước là major là trưởng và minor là thứ. Và không có M sẽ là trưởng và có M sẽ là thứ. Đây, này là la thứ nè, gì là la trưởng nè, si trưởng nè, đô trưởng nè, rê trưởng nè, mi trưởng nè, fa trưởng nè, son trưởng nè. Con này gặp là la thứ nè, si thứ nè, đô thứ nè, rê thứ nè, mi thứ nè, fa thứ nè, son thứ nè. Đó, chỉ là vậy thôi. Còn nó quy ước là trưởng nó thì nó không sẽ không có chữ M đằng sau, còn thứ thì nó sẽ có M đằng sau. Nó sẽ trong âm nhạc quy ước như vậy. Còn thăng thì sẽ có mấy cái nốt này là thăng thôi, năm năm cái chữ này là có thăng thôi. Đô thăng, rê thăng, fa thăng, son thăng, la thăng. Dễ rồi đúng không các bạn? Còn có thăng mà có thứ nữa, đô thăng thứ, rê thăng thứ, fa thăng thứ, son thăng thứ, la thăng thứ. Đây, vô bên vô chơi luôn. Đây, ki nè, ki là tông nè, tông mi thứ nè, đây là tông đô thăng thứ nè. Rồi, dễ đúng không các bạn? À, để mình chỉ cái này để cho các bạn, để cho các bạn xếp xếp cái tông hay cái hồ âm cho nó dễ á, để mình biết cái nào là trưởng nào thứ, thì mình xếp tông cho nó dễ á. Xếp theo vòng tròn với năm các bạn. Đây, bản phong thần độ của anh em đi chơi đây. Còn nếu mà quên đính theo tông hay không á, thì tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà mình khuyến khích là chọn cả hai, vừa đánh theo tông mà vừa theo cảm nhận của lỗ tai của mình nữa, nó sẽ hay hơn là chọn một trong hai, đúng không? Rồi, hôm nay mình sẽ chỉ đọc tông thôi nha. Còn các bạn mình nghĩ muốn nhớ sao thì các bạn tự các bạn nhớ nha. Mi thì đọc là ê mi cũng được cho dễ nhớ. Ê mi giống như người miền Trung ta đọc á, ê mi. Fa thì là pha luôn, dễ là g là son, a la không? B là si, c đô, đó dễ nhớ hả? Và thêm một cái nữa là mấy cái nốt này nó sẽ lâu lâu nó sẽ có nước dán đúng không nè. Đô thăng sẽ làm mi dán nè, nó có chữ B nhỏ xíu nè. Rê thăng sẽ là mi dán, pha thăng sẽ là son dán, pha thăng là la thăng là si dán, son thăng là dán. Đó, đó là trong ba trong video đi chơi nó sẽ hiện là cái dấu dán này nha các bạn. Cái này là nó bằng những cái chân luôn nè,
mà trong âm nhạc đó người ta hay gọi là rê dán với lại si dán với lại son dán không à, si dán là không à, ai mấy người mà làm bên âm nhạc người ta ít hay hay đọc là đô thăng lắm, rê thăng lắm. Cũng khuyên các bạn là nên đọc dán luôn nha. Rồi ở đây là rê dán trưởng, si dán trưởng, son dán trưởng, si dán trưởng. Rồi cái này sẽ là nếu mà có chữ M vô là nó sẽ thử luôn. Và đặc biệt là trưởng là vui mà còn thứ là buồn nữa các bạn. Si dán thứ, rê dán thứ, đó, rê dán thứ, son dán thứ, si dán thứ, rê dán thứ, đó. Rồi hôm nay mình sẽ đọc chỉ cho các bạn đọc tên thôi nha. Đó. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like subscribe cho mình nha.